hình thành trung pháo thất binh qua Hà Sa, đối phản cung mã hữu sĩ, bố cục thất lộ pháo đối phi hữu tượng. Đen phi pháo qua Hà, nước cờ chính xác. Đổi lại, như đã đi pháo 2 tiến 1. Cờ đỏ tiên thủ. Như đen pháo 2 tiến 4. Đến đây cờ đen có hai phương án đi quân. Một là xe 1 bình 4 và hai là xe 9 bình 8. Phương án đi quân của đen xe 1 bình 4. Đến đây, cờ đen hai khả năng đi quân. Một là xe 4 tiến 6 và hai là pháo 2 bình 4. Khả năng đi quân của đen xe 4 tiến 6. Đen tiến xe hàng tốt, nước cờ chính xác. Đen lùi pháo về đáy, nước cờ chính xác. Đổi lại, như đã đi pháo 2 tiến 1 cản mã. Cờ đỏ ưu thế. Như đen pháo 2 lùi 6. Đến đây cờ đỏ có 3 khả năng đi quân. 1 là tốt 5 tiến 1, 2 là pháo 5 tiến 4 và 3 là tốt 7 tiến 1. Khả năng đi quân đỏ tốt 5 tiến 1. Đen bình pháo vào nách, nước cờ chính xác. Ở đây là đen dọa đi pháo 4 tiến 3 bắt xe, kiêm uy hiếp sĩ, nước cờ tranh tiên. Đen còn hai khả năng đi quân khác. Một là đen đi pháo 6 tiến 3.
Cờ đỏ ưu thế. Hai là đen đi tốt 5 tiến 1. Cờ đỏ ưu thế. Như đen pháo 2 bình 4. Đỏ ăn tốt. Đổi lại, như đỏ đi tốt 5 bình 4. Đen bình sang cánh trái. Đổi lại, như đen đi xe 4 bình 3 ăn pháo. Cờ đen có hai khả năng đi quân. Một là đen đi xe 3 bình 6. Cờ đỏ tiên thủ. Hai là đen đi xe 3 bình 7. Cờ đỏ cũng tiên thủ. Như đen xe 9 bình 8. Đen phá nốt sĩ. Cờ đen nhanh chóng nhập cục. Đỏ tiến tốt. Đổi lại, như đỏ đi 3-3 lùi 4. Cờ đen thắng thế. Như đỏ tốt 4 tiến 1.
Đen thắng cờ. Nhất đỏ tốt 5 tiến 1. Đen tiến pháo kỵ hà. Đổi lại, nhé đi pháo 4 tiến 9 phá sĩ. Cờ đỏ tiên thủ. Như đen pháo 6 tiến 3. Đỏ bình tốt. Đổi lại, như đỏ đi tốt 5 tiến 1. Cờ đen thắng nhanh. Như đỏ tốt 5 bình 4. Hai bên ngang thế. Mời các bạn xem lại cái đi quân này.
hai bên ngang thế. Khả năng thứ hai của đỏ hình cờ này là pháo 5 tiến 4. Đỏ ăn tốt đầu, nước cờ mang tính thực lợi. Đỏ lên sĩ. Đỏ còn hai khả năng đi con khác. Một, đỏ đi xe 8 tiến 2. Cờ đỏ hơi tốt. Hai là đỏ đi pháo 7 bình 5. Đen tiến pháo cản mã. Nước cờ có nhiều tác dụng. Cờ đen dễ đi. Như đỏ sĩ 6 tiến 5. Đen lùi tượng nhằm tăng sức phòng thủ. Đổi lại, như đã đi pháo 4 bình 2. Cờ đỏ ưu thế. Như đen tượng 5 lùi 3. Đỏ tiến pháo, nước cờ có sức mạnh. Nước cờ hay, cờ đỏ mở rộng ưu thế. Đen bay tượng. Đổi lại, nghe đi, xe 5 bình 3.
Cờ đỏ tất thắng. Như đen tượng 3 tiến 1. Cờ đỏ thắng thế. Mời các bạn xem lại cái đi con này. Cờ đỏ thắng thế. Chúc các bạn nghiên cứu thành công thế trận trung pháo đối phản cung mã.